Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới với những hình ảnh mới nhất về đội tuyển Việt Nam trong buổi tập đầu tiên kể từ khi trở về từ Indonesia. Sau khi phải đón nhận thất bại trong trận đấu lượt đi thì vào lúc này áp lực dành cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng là khá lớn. Tuy nhiên, nếu như không thể vượt qua được áp lực đó thì thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ rất khó có thể lật ngược thế cờ trước đối thủ Indonesia. Ngày hôm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình kể từ khi bước vào AFF Cup 2016. Dù trước mắt thầy trò Hữu Thắng là rất nhiều áp lực, tuy nhiên, ghi nhận trong buổi tập ngày hôm nay thì các cầu thủ đều tỏ ra khá cởi mở và vui vẻ. Đây có thể được xem là tín hiệu đáng mừng cho đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đánh lớn diễn ra vào ngày 7 tháng 12 tới đây. Và trong buổi tập ngày hôm nay thì tiền vệ Vũ Minh Tuấn sau khi thu xếp xong việc gia đình đã trở lại cùng với các đồng đội. Tuy nhiên, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh thì lại không may mắn như vậy. Chấn thương háng rất có thể sẽ khiến tiền vệ xứ Nghệ này không thể cùng với các đồng đội ra sân trong trận đấu vào 7 tháng 12 tới đây. Vắng Hoàng Thịnh, huấn luyện viên Hữu Thắng chắc chắn sẽ phải có thêm những điều chỉnh, nhất là khi bộ đôi tiền vệ trung tâm mà ông lựa chọn trong trận đấu tại Indonesia đã thi đấu không thực sự tốt, trong khi khả năng phòng ngự của sân trường thì vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, áp lực nơi hàng phòng thủ mới là điều khiến đội tuyển Việt Nam dễ tổn thương hơn. Sự trở lại của Đình Luật phần nào cũng sẽ giúp ông Thắng giải quyết vấn đề nan giải này. Cũng trong buổi tập chiều nay, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến thăm và động viên đội bóng trước thêm trận đánh lớn. Vào chiều mai, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một buổi tập chiến thuật kín trước khi bước vào trận đấu quyết định với Indonesia tại Mỹ Đình.